Có một cái chú này, ông gặp nhà Đức nói một câu vậy nè: lúc trước con rất xem thường thầy là người thiếu trình độ, thầy không có trình độ gì. Thầy thấy con thường bình luận cái câu là thầy đừng có giảng pháp, thầy không có trình độ gì thì đừng có giảng pháp làm chi. Nó sau này con sao con cứ tức, con cứ nghe thầy giảng hoài, mà con mới là con nghe thầy giảng là con ghét, không có trình độ gì lớp 3 mà phải đặt giảng pháp. Xong á, con đi lại đây con tu khóa tu thì con thấy đúng là bản thân mình cứ cho mình là người có trình độ, cuối cùng bây giờ một cọng lông nhỏ của thầy mình cũng chưa làm bằng. Ông nói vậy mà. Tại vì sao? Bây giờ nhà Đức lo cho mấy ngàn con người, nhà Đức tổ chức bao nhiêu chương trình, bây giờ không có trình độ gì hết mà nhà Đức nói chuyện người ta lại nghe. Rồi xong rồi Nhật Đức nói chuyện với anh, Nhật Đức mới nói rằng là thật sự với anh, Nhật Đức cũng đâu có học đòi gì đâu, Nhật Đức cũng đâu có nghĩ bản thân mình dám ngồi chia sẻ Phật pháp, nhưng mà do Phật tử người ta nghe nên Nhật Đức phải nói chuyện. Người ta lại chịu nghe. Thật sự quý vị, mà nếu mà người ta không nghe thì mình cũng không có nói được đâu quý vị ơi. Nói mà người ta không nghe chứ nói cái gì bây giờ. Nhưng mà lạ ta, Nhật Đức có trình độ nhưng mà nói quý vị lại chịu nghe, hiểu không? Nhận Đức nghĩ rằng là Nhận Đức nói quý vị nghe là nó kết hợp rất nhiều yếu tố. Thí dụ như giờ quý vị thấy Nhận Đức á, khi mà Nhận Đức nấu ăn á, thì có cái anh này lại nói, Nhận Đức nói thầy làm gì chứ thầy làm vài bữa thì nghỉ rồi. Rồi xong rồi Nhận Đức nói anh, Nhận Đức nói một câu, anh biết rằng á, Nhận Đức có một cái tính từ đó tới giờ, khi đã làm cái gì là ít bao giờ bỏ cuộc lắm, từ xưa giờ. Cái tính nhân đức là như vậy. Vậy quý vị biết nhân đức mà, đã làm cái gì là từ khi không có gì là thôi. Chứ nói về cái việc mà thí dụ như từ khi là cục tay cục chân gì đó rồi nằm đóng gì đó thì không làm thôi, chứ ngoài ra mà nhân đức còn làm được là nhân đức chưa bao giờ làm cái gì mà bỏ cuộc. Thật sự luôn, từ đó giờ tính người nhân đức vậy đó. Mà cái yếu tố mà thành công của một con người khi dạy con là cái ban đầu là gì, là tập căn tính đó đó quý vị, căn tính kiên nhẫn á. Anh làm cái gì là phải làm cho tới, từ khi việc đó ác, từ khi việc đó sai, từ khi việc đó không có lợi ích cho ai thì bỏ đi, còn đã là mục tiêu làm lợi ích cho người ta được là phải kiên nhẫn. Nên quý vị biết rằng là bây giờ cái việc mà nhà Đức vô bếp nấu ăn là nó thành mô hình rồi đó, và nó thành một cái việc nấu ăn là thành khuôn cho những Đức rồi đó quý vị, thành khuôn rồi. Mà đây là một cách rèn sức khỏe như Đức trở lại. Ngày xưa như Đức sức khỏe tốt lắm, tâm lực sức khỏe như Đức cực kỳ đặc biệt luôn. Mà những Đức ngày xưa sức khỏe như Đức mạnh, nhưng mà tâm lực như Đức nó không đạt như bây giờ. Mà bây giờ những Đức mà đi nấu ăn rèn sức khỏe và tâm lực bây giờ là đặc biệt, rất đặc biệt. Chi thêm nữa là quý vị ơi, những Đức là người rất siêng làm việc, rất siêng làm việc. Mà đây là cái cơ hội để bản thân Nhật Đức nấu ăn lại. Tại vì sao? Vì qua cái việc mà Tết đợt này Nhật Đức sắp xếp nhà bếp á, thì đúng là rõ ràng là cơ hội đã đến lúc bản thân Nhật Đức phải xuống bếp nấu ăn. Đến lúc rồi, không khoan duyên một chút nào cả, hoàn toàn đủ duyên luôn. Và vào nhà bếp sắp xếp là hoàn toàn gọn ghẽ. Mà Nhật Đức nói rằng là chùa chúng ta bây giờ mà về cái việc nấu ăn đó, này kia đồ đó, mà Nhật Đức khi vô bếp nó nấu ăn đó là cái việc mà nó tích lũy lại cái đồng tiền mà thừa ra một tháng rất nhiều, tháng rất nhiều. Và nhà Đức quản lý hoàn toàn hết luôn, từ rau củ quả ai cúng dường nhà Đức sẽ biết cách ghi ra giấy tờ làm sao mua đúng rau củ quả, mà mua bao nhiêu là dùng đúng như vậy, không có bao giờ thừa bỏ, tại nhà Đức biết cách như vậy. Biết ăn cái gì là gọn ăn được, nấu nghiêm túc món gì ra món đấy ăn được, chứ không có cái việc mà nấu tùm lum tùm la mà đem ra mà cảm thấy ngao ngán không ăn được. Nên những Đức nhìn ra được chỗ này, nên những khi những Đức vô bếp, những Đức thấy là tất cả cái ban trong bếp nấu ăn ai cũng vui, ai cũng khỏe, và quý vị cũng về ăn thấy cũng tình thương mến thương quý vị, đúng không? Đó, đó. Nên
Mình cố gắng quý vị ơi. Thật sự nhiều Phật tử nói rằng là thấy thầy xuống nấu ăn á, thấy sợ thầy mệt thầy bệnh thì kia không. Những đức nấu ăn á, nó mới đặc biệt. Vì sao? Chùa mình á, mà gặp ông thầy mà ổng tu mà ổng xuống nấu ăn á nghe, là cái đồ ăn ổng nấu đã bị ăn nó đặc biệt lắm á. Với Nhận Đức á, là người nam đàn ông nó nấu ăn, tâm tư của Nhận Đức nó không có bất thường như phái nữ, nên quý vị vì ăn quý vị sẽ ổn định cái tâm dữ lắm á nghe. Ôi rất ổn định cái tâm á nghe chưa. Đó. Nhưng mà Nhận Đức nấu giết rồi Nhận Đức sẽ hồi phục lại cái nấu ăn ngày xưa Nhận Đức lại á, tại bỏ lâu quá Nhận Đức quên, bây giờ Nhận Đức đang là cái đà nó quen lại. Nó nhớ là những món đồ ăn này đồ ăn kia nấu lại. Là nấu sau này là nhiều món như Đức biết nấu hết trơn. Nên mình cố gắng. Nên quý vị biết rằng cái pháp môn tịnh độ nó rất là đơn giản. Nên nhiều người á, quý vị có học thức hiểu biết nhiều á, quý vị phan hãy phê phán cái pháp môn tịnh độ đơn giản. Cái cách truyền tải của những Đức á, mà nó thành công là do nó đơn giản bình dị, người ta dễ nghe à. Chứ không phải mà mình mà giảng mà mình nói chuyện cái kiểu như mà mình nói thí nói đại đâu quý vị. Nhưng Đức tin chắc 100% nếu như quý vị mà không có kết quả vì không có đến đây hoài đâu, không có kết quả à. Nên cái anh này anh đến gặp Nhân Đức anh nói rằng là thật sự con xin lỗi thầy, quá trời xin lỗi luôn. Con nói rằng là thầy thiếu trình độ, thầy đừng có giảng pháp nữa. Rồi cuối cùng con lại đây, con mới thấy cái việc làm của thầy, mà con thấy rằng đúng là rõ ràng bản thân của mình, dù mình có trình độ nhưng mà mình lại đem những cái văn tự cao xa mà bản thân mình cũng không làm được gì. Thật sự mình quá xấu hổ. Anh nói câu gì đó quý vị. Thấy không? Nên khi mà Nhân Đức mà chia sẻ Phật pháp, Nhân Đức ưa coi bình luận. Thì mình coi bình luận mình học thêm quý vị. Mà mình chưa bao giờ Nhân Đức kêu mấy quý chú trong chùa. Không bao giờ Nhân Đức kêu quý chú ở trong chùa mà mấy ổng trả lời lại cái bình luận nha. Nhân Đức chỉ có coi thôi chứ không bao giờ trả lời nói này nói kia chứ. Mà Nhân Đức cũng khuyên quý Phật tử cũng không cần nói dòng gió. Không cần nói dòng gió chứ kệ người ta. Tại vì trong cái số lượng bình luận chỉ có một hai người không sao. Nên từ nơi đó cứ lâu dài người ta nghe viết rồi tự người ta nhận thức quý vị. Mà rất nhiều người người ta gặp Nhân Đức là nó nói là ban đầu khi người ta mới nghe Nhân Đức giảng pháp, người ta nhìn cái mặt Nhân Đức người ta rất là ghét. Mà cả mấy cô luôn không có chấp nhận được. Tại vì người ta nghe quen. Người ta nghe quen là nhiều vị thầy giảng rất là dễ thương, rất là nhẹ nhàng, rất là vui. Thí dụ như thầy ở bên Mỹ á ta. Thầy Pháp Hòa giảng thì quá dễ thương. Nói chuyện nhỏ nhẹ mà dễ thương gì đâu. Mà những Đức nhìn thấy còn muốn thương mà. À, giảng quá dễ thương. Nói chuyện vui vẻ, hát nữa nghe. Mà cũng biết nấu ăn đồ này kia, giỏi đó. Thấy không? Mà coi lại Nhân Đức thì thôi nó quá dễ ghét. À, coi một cái là thôi là chịu không nổi. Thấy không? Nhưng mà lạ thay, khi mà người ta nghe Nhân Đức giảng mà đi từ từ đi vào nghe, thì người ta lại nói cái câu rằng là khi người ta nghe mình giảng người ta lại có một phương pháp tu. Cái quan trọng là người ta có một phương pháp tu. Có một phương pháp tu. Nên cái này là cái rất là quan trọng. Cái phương pháp tu. Quý vị coi bây giờ chúng ta đi đến chùa, quan trọng là chúng ta học được phương pháp. Giống như mình đi đâu mình cũng học được cái nghề quý vị. Bây giờ mình có cái nghề thì mình mới đi đâu mình mới yên tâm được chứ. Bây giờ mà mình không có ra cái nghề nào chứ mình không có yên tâm rồi đó. Nên ta nói là một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Ví dụ như mình chọn một nghề à. Nói một thầy cho chín còn hơn chín thầy. Chín thầy là chín con đường. Mà chín con đường rồi chúng ta thời gian đâu để đi chín con đường này. Bây giờ quý vị coi quý vị đi từng con đường, từng con đường mà chín con đường. Thì đi chín con đường quý vị thỏa mạng đến mà quý vị còn chưa đi được con đường nào ra con đường nào. Cuộc đời của Nhân Đức nghe, gặp tịnh độ này Nhân Đức đi con đường này tới bây giờ luôn. Nhờ may mắn Nhân Đức chọn một con đường mà Nhân Đức mới có ngày hôm nay.
có ngày hôm nay đó. Nhân Đức nói cho quý vị nghe, thiền tông, mật tông, di thức học hay bất cứ một môn học, môn tu nào của quý vị, chỉ cần quý vị đi đúng mục tiêu, quý vị kiên nhẫn một môn mà tu, là thế gian pháp quý vị có thành công. Nhưng mà đòi hỏi quý vị có đột phá được cái pháp tu đó để một đời giải thoát hay không thôi. Chắc chắn quý vị chuyên môn là sẽ có cái thành công. Cái gì mà chuyên môn sẽ có cái thành công. Quý vị học Phật quý vị nên kiên nhẫn. Sự thất bại của con người ta là đa phần thiếu sự kiên nhẫn. Đa phần thiếu sự kiên nhẫn. Bao nhiêu con người ngồi đông như vậy, không lẽ người ta ngồi không? Không lẽ người ta ngồi uổng công vô ích? Mình đi đến chùa mình ngồi chưa nóng cái mông, mình đã tìm chỗ mình chạy rồi. Thì bản thân của mình làm sao mà mình tiếp nhận được? Nếu như những đức học Phật mười mấy năm nay cũng như vậy, không có kết quả gì cả. Từ một thanh niên hư hỏng ăn nhậu bê tha, làm nhiều điều sai quấy ngoài đời. Thật sự mà nói, tính khí của tôi từ khi còn nhỏ đã là một con người tự kiếm cơm ăn thì không đơn giản đâu quý vị ơi. Léo lách và rất nhiều thứ léo lách. Và khôn ngoan bằng cái cách mà gọi là léo lách. Khôn ngoan bằng cách léo lách. Mọi cách tôi đã làm qua hết rồi, tôi không có thành công được cái gì cả. Cũng là tay làm hàm nhai, có đầu này chung đầu nọ, gạt đầu này thì đẩy đầu kia. Những đức nói thật sự quý vị, trong cái cuộc đời này người chân thật là người khôn nhất. Người chân thật là người khôn nhất 100% luôn. Những đức coi qua chuyện lịch sử này kia nghe quý vị, thấy rõ ràng núi này cao còn núi kia cao hơn. Kẻ này thông minh bị người thông minh kia gạt lại. 100% trong cuộc đời này nếu thấy rõ ràng những người thông minh, cực kỳ thông minh, quý vị sẽ không bao giờ qua mặt được họ. Cả người thân bên cạnh không bao giờ qua mặt được họ. Nhưng họ lại bị cái dàn khác xử lý họ. Đó. Nên á, mình là người phụ nữ, mình là một đứa con gái, hoặc là mình làm mẹ người ta, mình dạy con gái đừng nên cống cao kiêu ngạo. Đứa con gái mà cống cao kiêu ngạo là trả một cái giá rất đắt trong cái cuộc đời này. Kiểu như ta đây đồ này kia đồ, mình có sắc đẹp một chút, mấy thằng này ăn thua gì tao, tao phải nhìn cao hơn kìa. Bạn sẽ trả một cái giá rất là đắt với cái hành động đó của bạn. Chắc chắn bạn sẽ gặp độ, gặp độ rất khổ. Nên từ nơi đó, con người hạ mình là một người thông minh, trí tuệ. Nên đơn giản bình dị để đem đạo pháp xác thực vào nhân sinh. Tức khắc quý vị nghe như vậy, con người quý vị cũng hạ mình. Đừng có bao giờ học đạo nói rằng tôi học năm nay 7, 8 năm, 10 năm, 20 năm gì. Bà một hai năm bà nói gì với tôi. Có những người người ta mới học thôi mà có những câu người ta nói rất là hay. Đúng không? Nhưng quý vị mới học thôi, bị nói những câu rất là hay cũng chưa được gì. Vì sao? Vì chưa có thời gian kiểm định quý vị. Thì thôi cũng khoan, hãy nói luôn đi. Hiểu không? Hãy làm đi, cố gắng. Nó thì quý vị thấy bây giờ bản thân Nhân Đức nè. Nhân Đức nói Nhân Đức nấu ăn là Nhân Đức nấu ăn thiệt. Thì nói được rồi. Còn bây giờ quý vị coi Nhân Đức nuôi người già là nuôi thiệt. Nuôi thiệt, gần thiệt. Chơi chung với các cụ già thiệt. Giúp các cụ vui thiệt. Và nuôi người già thật sự nhận một bà già chưa từng tính nhận một cách. Đó là làm thiệt. Nghe không? Làm thiệt. Nhớ kỹ nghe quý vị. Nên trong cuộc đời Nhân Đức, xin thưa quý vị, nếu như nói là một ngôi chùa của Nhân Đức thì tất cả giàu nghèo đều vào trong chùa ở. Không có cái việc bạn giàu có mà bạn có một chỗ ở, ở trong chùa. Nếu là chùa của Nhân Đức không bao giờ có chuyện này. Xin thưa quý vị, không bao giờ có. Con đường Nhân Đức đi là như thế này, nói để tham khảo với nhau chơi nè. Bây giờ họ rất giàu, họ vô chùa tu, thấy không? Nhân Đức nhìn họ, căn tính họ, thấy không? Được, cái phòng này cho cô ở đó. Dạ con cúng dường cho thầy số tiền cái phòng này. Khỏi cô, nếu cúng dường Tam Bảo thì cúng. Còn nếu như cúng gì cái phòng này, cô ở không đi. Tại sao? Họ phải chịu cái nợ ăn tình của mình. Chịu cái nợ ăn tình. Nợ ăn tình này đến mức cực điểm rồi thì tất cả tài sản phải đem đưa vô Tam Bảo không. Mà cuối cùng
cái phòng này vẫn là phòng của chùa, đúng không? Bây giờ thầy quá đặc biệt, quá nhiệt tình lo lắng cho mình rồi, bây giờ mình cúng ở đâu? Cái ăn tình ấy bị cúng ở đâu? Bị phải cúng cho những đức làm việc cho Tam Bảo. Mà bây giờ một cái phòng này bị đưa tiền thì cúng làm việc cho Tam Bảo, nhưng họ lại nói cái phòng này của họ. Còn bây giờ quý vị ở không đi, cứ ở, thầy cắt của Tam Bảo là cho quý vị ở đi tu đó, ở đi, cứ lo nhiệt tình cho người ta đi, thì cái ăn tình này nó quá nặng rồi, phải không quý vị? Đó. Bây giờ nhiều người hỏi, ủa thầy, thầy có phương pháp nào, thầy có phương pháp nào mà Phật tử đến với thầy đông như vậy? Thầy giảng pháp mà nhiều người ta nghe đông như vậy, mà người ta đến với thầy rất là đông như vậy, thầy có phương pháp nào? Những đức nói cái phương pháp đừng nghĩ cái lợi ích của bản thân người ta đưa cho mình, đừng có nghĩ điều đó. Bạn hãy chân thật đến với người ta đi, 100% người ta sẽ đến với bạn, chắc chắn luôn. Nên quý vị biết rằng là cái mô hình nhiều nơi bị một cái bệnh mà Như Đức đi mấy chỗ có một mô hình, quý vị, cái mô hình là người ta nghĩ cái điều là phải có một số người giàu để hộ trì. Không phải đâu, bản thân Nhận Đức nè, rõ ràng 100% thí nghiệm, tại vì Nhận Đức đã gặp rồi nên Nhận Đức thí nghiệm thử nó có phải như vậy hay không, để cuộc đời của mình nó có một tầm nhìn sâu hơn. Thì rõ ràng bản thân của Nhận Đức có lần có một người nói rằng bây giờ nếu xây một ngôi chùa hoàn toàn mỗi tầng thầy phải lo tiền trả hết, thấy không? Nhận Đức nói rằng làm được điều này đó, nhưng mà vì cái việc của Nhận Đức là gì, nó còn 2.000 người Nhận Đức phải lo nè, rồi bao nhiêu chương trình Nhận Đức phải làm nè, nó quá nhiều thứ rồi, bây giờ mà đẩy luôn cái chỗ này nữa thì quý vị nghĩ nó cũng không đơn giản chút nào. Quý vị nghĩ đi, nó quá nhiều rồi. Nếu như mà Nhận Đức cái chỗ đó không, chuyện này là chuyện nhỏ đó Nhận Đức, xin thưa quý vị không có khó khăn gì đâu. Nó nên Nhận Đức thấy rõ ràng ra là cái gì, bản thân của mình không có một người nào nói rằng là con sẽ hộ trì cho thầy, con khá giả, con sẽ hộ trì cho thầy. Có một lần có một cái anh, anh rất khá giả, rất giàu, anh đến gặp Nhận Đức, anh nói con nghe thầy giảng con rất là thích thầy, bất cứ thầy làm cái gì thầy báo con biết, con sẽ cùng chung tay với thầy làm. Nhận Đức nói phải đợi báo anh hả? Cái chuyện anh làm là cái chuyện anh tu phước tu duyên, còn cái chuyện Nhận Đức giảng, Nhận Đức nói cái chuyện tốt đó thôi, chứ báo cho anh là lý do gì báo cho anh? Lỡ Nhận Đức báo cho anh cái lúc anh không có tiền, rồi Nhận Đức với anh ngớ người mà gặp nhau hả? Bản thân của Nhận Đức từ khi không có gì hết trơn, không có tiếng tâm gì hết, cũng chưa từng báo cho ai, không chi bây giờ mà đi báo anh, thì không khác nào Nhận Đức lại đem mười mấy năm tu tập này và tin Phật này lại đẩy vào ngay anh, để tin anh nữa. Nhận Đức nương vào anh, Nhận Đức cảm thấy không tin, để Nhận Đức nương vào Phật đi. Không? Con người ta khi người ta thích mình thì cái gì người ta cũng nói được, nhưng mà mình chỉ cần chạm tư ái một chút là người ta trở mặt với mình. Chúng ta tin người không bằng tin bản thân mình và tin Phật. Thấy không? Từ nơi đó quý vị biết ở trong chùa làm bao nhiêu việc như vậy mà nó ổn định được là gì? Từ đâu? Là từ ngay bản thân mình phải chân thật làm. Nên Nhận Đức nói với hàng Phật tử, cư sĩ, nhớ kỹ nè, quý vị hãy chân thật vì người, nhiệt tình hết lòng đi, rồi cuộc đời quý vị sẽ không bao giờ thiếu thốn đâu, chắc chắn quý vị luôn. Tại sao mà chúng ta bố thí cúng dường, tại sao chúng ta bố thí cúng dường mà nó đến với mình phước báo chậm? Vì quý vị có cái tính toán nên cái đoạn đường phước báo nó đi ngang quá lâu, nó bị trở ngại đó quý vị, trở ngại đó. Nếu như quý vị mà có tâm vô cầu, vô cầu là không có gì mình mới là vô cầu, vì người hoàn toàn thì là vô cầu, nó sẽ đến quý vị cực kỳ nhanh, đến rất là nhanh luôn. Tại khi bị vô cầu là con đường quý vị nó rất là bằng, nên cái phước duyên nó đi qua con đường bằng cực kỳ nhanh, nó đến quý vị. Còn có cầu là có trở ngại, có cầu là có ổ gà đó quý vị, có đường hư đường bể đó. Nên cái xe mà chạy chở tiền bạc đi ngang bị trở ngại, đi chậm.
hiểu không? Đi chậm. Nên á, thời gian như Đức mới tu, nhưng mà những Đức kinh nghiệm được ở trong Phật Pháp đúng là rõ ràng. Và Thượng Tịnh Không Ngài giảng một câu rất là hay: nếu như bạn hữu cầu là tắc ứng. Trong Phật Pháp hữu cầu tắc ứng. Nếu bạn niệm niệm gì người chân thật là dễ cảm ứng lắm, rất dễ cảm ứng. Khi vị biết rằng một chương trình mà niệm niệm gì người ngay vị cảm ứng Pháp Bồ Tát thì đừng nói tới cái chuyện làm gì không cảm ứng đến trời đất. Cảm ứng với Phật Bồ Tát làm gì không cảm ứng đến trời đất. Nên một cái chương trình tu tập của chùa mình đó nghe quý vị, mỗi tuần thứ bảy chủ nhật, những Đức nói với quý vị hãy nhiệt liệt quý vị đi đi. Tại vì đây là cái cơ hội đương thời quý vị được đó. À, cơ hội đương thời được đó quý vị à. Nếu như mà bây giờ mà mỗi tỉnh thành mà có một cái ngôi chùa mà hướng dẫn tu gì, quý vị coi Phật tử phải là quá mừng không quý vị? Quá mừng luôn. Nên á, đây là cái nhân duyên đặc biệt. Nên chúng ta dẫn người đi tu, giống như có cái cô kia cô nói rằng một cái người này đi bán giấy số mà khổ đau mà muốn tự tử chết. Mà biết cái cô này cô nói, cô bấm vô cái trang thầy Nhân Đức cô nghe đi, rồi cô nghe một tuần đi, rồi lúc đó cô muốn chết thì cô đi chết. Bà nói một câu công nhận hay thiệt luôn quý vị ơi. Nói một câu vậy đó. Bà nói giống như tùy duyên đi, bà không có bắt buộc, nhưng mà bà nói một câu, cô bấm vô cái trang thầy Thích Nhân Đức cô nghe, cô nghe một tuần xong cô muốn đi chết thì cô chết. Bà này bà nói, bà nghe bà này nói gì, bà nói ủa sao nó ngộ cái chàng, nghe thử coi. Bà vô nghe một tuần lễ xong bà lại bà gặp bà này, bà nói rằng khỏi chết nữa, hiểu không? À, bây giờ mỗi một buổi giảng nghe một buổi này thôi, giờ nó cũng có cái vấn đề để mà cỡ mở được nữa. Đừng nói chi nghe hàng tuần, chỉ cần một buổi này là nó có hết trơn rồi chổng ơi. Cái lập luận của những Đức là lập luận cũ, nên từ nơi đó mà quý vị nghe bài nào nó cũng là ngay cái bệnh của chúng ta đó. À, bài nào cũng ngay cái bệnh của mình á. Nên bây giờ quý vị đi đến đây học Phật á, mà quý vị có thể cỡ mở tâm tư, quý vị có thể vui, quý vị có thể thoải mái, có được nụ cười nhiều. Những Đức nói đây là cái điều mà chúng ta đi học cái hạnh phúc rõ ràng rồi còn gì. Hạnh phúc rõ ràng rồi. Rồi bây giờ mình đem cái hạnh phúc này mình chia sẻ cho người ta, mình đem cái hạnh phúc này mình giúp đỡ cho người ta, thì tức khắc là phương pháp diễn hóa kiếp nạn nhân sinh chứ gì. Thấy không? Phương pháp hóa giải kiếp nạn nhân sinh. Rồi mỗi tuần bây giờ tượng Phật tặng nè một chút nè, khi giảng pháp xong, phóng sanh cũng đích thực xong, thì những người nào mà thỉnh tượng Phật vô đây ngồi, từ khi những Đức sắp chỗ này là thấy nó ổn nè. Lúc trước chàng chàng đây thấy nó kỳ ghê, đúng không? Nên á, vì trong cái thời cuộc phát triển này nghe, mà dùng mạng internet để mà truyền Phật pháp á, là cái này là cái sức mở rộng cực kỳ cao, đi đến từng nơi từng nhà rất là hay. Mà quý vị biết rằng là những buổi chia sẻ của mình là do gì? Nó cái đặc biệt là nó vui, cái đặc biệt là nó vui. Mà những Đức rất là cảm ơn quý vị nghe, những buổi giảng của những Đức á, là những Đức giảng càng ngày càng tăng tốc là do cái gì? Nó có một cái vàng quý cô này nè. À, có vàng và cái hội chúng này nè. Giống như mà cầu thủ đá banh mà được được khán giả người ta mà nồng nhiệt cổ vũ quý vị. Nó làm cho háo hức lên chứ không giỡn đâu quý vị ơi. À, nên từ nơi đó mà nguyên một cái vàng này nè. Mà người ta mà háo hức nó làm cho mình giãn, nó không có mệt mà nó sôi động lên quý vị à. Mà cái người ta đó, người ta nhìn thấy cái hội chúng mình đó, mà có những người nghe người ta lướt qua lướt lại gặp cái buổi giảng của Đức mà ta phải bấm vô người ta coi, bấm vô coi á. Đó, thấy không? Đó, nên những Đức nói rằng là trong cái thời cuộc này nghe, nghĩa là cái đường truyền mạng internet á là truyền tải Phật pháp rất là đặc biệt. Cái mạng internet, cái đường truyền Phật pháp rất là đặc biệt. Nên mỗi một người tập làm để đem Phật pháp giới thiệu.
mà đem Phật pháp giới thiệu cái này, mình lại có điều kiện, mà lại có duyên có phước, thật sự có duyên có phước nha quý vị. Còn có những nơi người ta cũng là lập trang, người ta kiếm tiền, nhưng mà người ta lại thí dụ như người ta đi kiếm cái này cái kia, sát sanh hại vật, hay là giết khỉ giết bò giết dịch gì, giết con này con kia, hoặc là quýnh lộn quýnh lạo gì ngoài đường phố đâu, người ta quay người ta làm những cái thu hút những cái đoạn đó, coi người ta cũng kiếm tiền. Nhưng mà cái đó chỉ là cái kiếm tiền mà mình thật sự mà nói rõ ra đó nghe, là khi người ta coi những điều đó nó không có cái việc có phước, mà nó tạo ra cái chủng tử ác. Mà đã là giúp cho người ta tạo chủng tử ác thì thật sự bị kiếm tiền được, nhưng đây là lấy phước trong mạng và tổn phước trong mạng. Nhớ nghe, tổn phước trong mạng á. Còn cái này là mình đem Phật pháp mình đi giới thiệu, mình đem Phật pháp mình giới thiệu. Nhưng mà quý vị lập, nhớ lập gian mà phát triển nhanh nhất là cái tên của những đức á, nó lên rất là nhanh nghe quý vị. Có nhiều người người ta nói rằng là cái trang của thầy bây giờ chỉ cần điều chỉnh lại thôi, là cái trang của thầy mỗi tháng thầy kiếm tiền rất là nhiều. Những đức nói cả đời những đức sẽ không bao giờ kiếm tiền bằng cái trang giảng của những đức. Sẽ để cho người ta lập trang nó dễ. Tại vì cái trang chính của mình, những đức nghe nói rằng nếu mình mà chuyển qua kiếm tiền là những cái trang phụ kia người ta lập ra là người ta phải là phải chia bớt qua cho mình. Thôi để cho người ta làm đi. Thấy không? Có nghĩa là những đức rất là hoan nghênh quý vị đem Phật pháp giới thiệu. Vì bản thân của những đức là nhờ gặp Phật pháp mà cứu cuộc đời mình. Mà bây giờ dù mình nuôi chúng có đông như vậy, nhưng mà thật sự quý vị rằng là cơm ăn áo bận, cuộc sống các cụ có thiếu. Mà những đức được Phật tử rất quý thương và khắp nơi nơi người ta ủng hộ tinh thần mình nuôi người già. Nghĩa là ủng hộ cái tinh thần nuôi người già. Nó giống như có một cái cô đó, cổ đi đến chùa mà quý vị biết rằng là cổ nghe mình giảng pháp thôi mà hay lắm quý vị. Có một bà cụ lúc trước là mỗi tuần bà cứ là chở rau đến cúng dường. Nhưng mà bà cụ đó bà hởm tới giờ bà lớn tuổi, bà yếu thì sao? Thì xuất hiện cái cô này là cô chở rau cúng dường. Thì thấy rõ ràng ở trong chùa mình thấy hay không? Ở trong Phật pháp nó cực kỳ hay. Nó quá hay luôn quý vị à. Phật pháp nó quá hay luôn. Nên quý vị coi á, một cái ngôi chùa đông, cực kỳ đông người ta, mà cái cuộc sống ổn định, tại sao cái gia đình mình chỉ có vài ba người, mà cái gia đình của mình nó cực khổ vô cùng, mà tại sao làm không giữ tiền được, có tiền trước mắt mà không bao giờ cầm được. Có những con người quý vị ngồi trong đây, quý vị công nhận rằng quý vị làm giống như là tiền quý vị đã cầm trong tay luôn đó. Mà lạ thay, có tiền là có tai họa. Có tiền là có tai họa. Bây giờ quý vị cứ nghĩ đi, cái phước quý vị như một cái ly nước. Quý vị đem một cái lu nước mà đổ vào cái ly thì chỉ có bể ly thôi. Nếu mà ém nó thì bể ly. Thì nước nó chỉ đủ trong một cái ly thôi, chứ không thể nào mà dùng cái lu nước mà chế vào cái ly nước được. Nên mới nói rằng là tâm lượng lớn thì phước báo lớn, tâm lượng nhỏ phước báo nhỏ. Những đức nói cho quý vị nghe chứ, những đức học Phật mười mấy năm nay, những đức không có một cái bí quyết gì nói cái chuyện mà bản thân những đức học từ kinh giáo mà hiểu nhiều thêm gì, không biết gì hết. Mà rõ ràng chỉ học được có cái là mở tâm lượng 100% luôn. Học được mở tâm lượng. Và thêm một cái nữa, cực kỳ tin lời Phật dạy. Tin Phật dạy càng bố thí càng nhiều. Tin Phật dạy bố thí pháp thông minh trí tuệ. Tin Phật dạy ăn chay phóng sanh sức khỏe tuổi thọ kéo dài. Tin. Tin nên chăng thật làm luôn. Tin nên cực kỳ chăng thật làm luôn. Có nhiều người gặp những đức nói rằng là thầy làm bao nhiêu việc, nuôi bao nhiêu bà già, còn có thể chuẩn bị xây chùa, tại sao thầy không chuẩn bị tiền để mà làm việc đó, mà thầy làm máy niệm Phật đồ quá nhiều tiền tặng cho người ta. Người ta có hết rồi, thầy cứ để cho người ta tự đặt máy đi, thầy đi cực chi để mà trả cái số tiền nó quá nhiều, để tiền nó xây chùa này kia. Những đức nói quý vị phải tin càng cúng dường càng nhiều.
Phải tin. Mà khi quý vị mà tin chỗ này rồi, quý vị làm, quý vị là một ông thầy mà làm như vậy thì Phật tử người ta mới làm. Còn quý vị không làm, quý vị kêu người ta làm sao được hả quý vị? Đúng không? Nó, mình phải là người thật sự phát tâm làm nè. Không có những cái điều như Đức chia sẻ, có những người người ta ngồi người ta không kiên nhẫn quý vị ơi. Người ta muốn nghe một cái gì kìa. Thật sự người ta giống như là người ta muốn gấp gáp, là người ta muốn bẻ cái trái ăn liền quý vị. Bậy quá. Cái bài giảng nó phải đi từng công đoạn, phải xem lại cái thật chất của con người này hành chi kìa. Thật sự mà nói với quý vị, vẽ tranh mà lên đây mà nói về văn tự hay, trao chuốt, trong sách có sẵn hết, trong kinh cũng có luôn, có hết. Quý vị biết rằng là nếu mà giảng gì cao siêu á, cho quý vị biết từ nè, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, có sẵn hết dân, trong sách viết sẵn hết. Rồi sơ quả, tứ quả, tam quả, rồi, có nghĩa là đi tới bậc A-la-hán, từ sơ quả cho đến tứ quả đều có sẵn hết trên. Trong kinh Phật, sách vở chư tổ sư cũng giải thích, lời ấn tổ cũng có giải thích luôn. Vì chỉ cần chăng thật mà đọc là nhớ hết trơn. Vì kể từng giờ nào sao, từng giờ nào sao, từng giờ nào sao, trong sách có viết hết. Chỉ cần hoàn toàn dành thời gian để đọc thôi quý vị, thì quý vị sẽ nói rõ ràng luôn. Và nói quý vị nghe vì cực kỳ phi thường luôn. Thì nghe ông thầy đó giảng quá phi thường. Và tất cả những câu chuyện cho Phật giáo cực kỳ nhiều. Quý vị chỉ cần đọc qua là sẽ nhớ liền. Thời gian người ta rảnh ta đọc qua sẽ nhớ hết. Kể nhìn thấy kinh khủng lắm. Giống như mà mới nghe vì nó công nhận vị này quá kiến thức. Nhưng đó chỉ là kiến thức mà chưa đạt đến hành trì. Hiểu chưa? Nói rằng là một tạ lý thuyết không bằng 100g thực hành nữa. Cái đặc biệt của quý vị là đem Phật pháp làm sao quý vị áp dụng trong cái cuộc đời quý vị đang sống nè. Bây giờ có nhiều người nói nấu ăn là bình thường, quý vị vô nấu đi. Quý vị là đàn ông, quý vị nói quý vị nấu ăn là bình thường, quý vị thử nấu ăn đi. Có nhiều người đàn ông nói rằng mấy bà là phụ nữ, cho con bú sữa là bình thường. Mấy ông đem đứa con, mấy ông mấy em, mấy ông kêu nó nút cái vú, mấy ông thử đi. Rồi mấy ông sẽ biết liền à, nó nhột cỡ nào liền à. Hồi xưa những đứa có ngoài đời quý vị, những đứa cũng thương con nít lắm. Con nít mà quý vị, mình ẵm nó, mà hồi xưa mình ngoài đời á, thì mình lấy cái miệng đó mình để ngay chăn cái nấm vú mình cho nó nút thử. Nó nhột không tưởng tượng được quý vị ơi, chịu không nổi. Thì lúc đó mình mới hiểu ra, người đàn bà sức chịu đựng của họ cũng cực kỳ cao, chịu đựng mình. Thấy không? Khi mà mấy ông mà có khi mấy ông nghĩ, mình suy nghĩ mấy ông đi. Mấy ông cũng chơi ác lắm. Thấy không? Người ta cũng nhột chết mồ người ta. Nhưng mà giờ người ta làm vợ người ta phải chịu đựng rồi. Mà mấy ông lại cho người ta là người thấp kém hơn mấy ông. Thấy chưa? Thấy hai việc là mình thấy mình khó làm. Đừng bao giờ nói rằng là nấu ăn là đơn giản nghe. Mà họ nghĩ Phật pháp là một cái gì cao siêu kìa, trên trời dưới biển. Những đức nói với quý vị nghe, nếu như quý vị mà nghĩ như vậy thì cái chuyện nấu ăn và ăn rau, ăn cơm, uống nước, quý vị cho cái này là cái bình thường, nó không đơn giản chút nào. Nó là cái rất phi thường trong cái cuộc sống của quý vị. Nên tu làm sao mà tu ra cái bình thường. Nên tổ sư mới nói bình thường là đạo. Quý vị phải cảm nhận được tất cả những cái bình thường mà quý vị đang sống trong cái cuộc đời này, thì lúc đó quý vị mới cảm nhận được Phật pháp. Và tự nhiên lúc đó mới mang tâm cảm ơn. Chắc chắn quý vị luôn, mới mang tâm cảm ơn được quý vị ơi. Chứ không có dễ mang tâm cảm ơn đâu. Nên trong cái cuộc đời này á, mình nói mình muốn cảm ơn người ta khó lắm. Mình muốn cảm ơn vợ, cảm ơn chồng khó lắm. Mình đặt mình vào vai trò người ta đi rồi, lúc đó mình mới cảm ơn. Mới cảm ơn. Đó là Phan hả nói đến cái việc mà khi người phụ nữ người ta mang bầu, mang con trong bụng cho mình. Việc này là việc nó đã là khó rồi đó quý vị. Nó rất khó chứ không phải chuyện giỡn đâu.
Họ phải chịu đựng cái việc quý vị bây giờ nhiều người phụ nữ đây quý vị thấy. Nói mà cái việc mình ốm nghén quý vị đã thấy nó khổ cỡ nào chưa? Nhất là mình có con so đầu tiên. Bản thân chúng ta nó chưa có quen, chưa biết gì cả. Nên cần có người mẹ chồng để chỉ dạy con phải đi cẩn thận sao sao. Phải giữ được em bé. Bây giờ như là một giọt máu nó mỏng manh vô cùng mà bây giờ mình chạy nhảy cũng như lúc mình còn con gái thì làm sao giữ được con đây? Nó nên từ nơi đó người mẹ người phải chỉ đứa con gái như thế nào, con phải biết giữ bầu thai sao sao. Rồi khi mình đã có bầu rồi bây giờ mình gần gũi chồng, bản thân của mình phải cẩn thận khéo léo. Mình đừng bao giờ tùy tiện, ngày xưa mình chưa có bầu thì sao cũng được. Nhưng bây giờ mình có bầu rồi mình phải tránh xa chồng mình để bản thân mình mà mình giữ được con mình sao sao sao. Nếu người mẹ hiểu vậy nên ngày xưa quý vị coi khoa học người ta có phát triển hiện đại gì đâu, nhưng mà quý vị coi người phụ nữ ngày xưa người ta sanh nhiều con mà người sức khỏe người phụ nữ ngày xưa rất là tốt. Người ta nằm than mà nó tốt, bây giờ quý vị nằm điện nó đâu có bằng nằm than ngày xưa. Nên phụ nữ bây giờ đẻ một hai đứa con thôi là quý vị đã bệnh đau èo ọt khó nuôi rồi. Người xưa người ta sanh 7-8 đứa con mà người ta rất kỹ lưỡng cái việc. Cái quy tắc của người phụ nữ ngày xưa người ta sanh con là thời gian rất lâu là người ta còn nằm than, còn người ta không có dám làm việc và thời gian rất lâu người ta mới gần gũi với chồng. Đó là cái cách để người ta giữ sức khỏe về sau. Còn mình tùy tiện quá, mới có một thời gian ngắn thôi, chồng đòi hỏi mình đã cho rồi, thì cái lúc đó sức khỏe của người phụ nữ rất là giảm sút, nên bệnh đau mình mệt mỏi khổ cả đời. Nếu mình thương vợ mình hãy suy nghĩ những điều này. Cỡ nào sinh đẻ chúng ta cũng phải dành thời gian 3 tháng là 100 ngày, chúng ta phải giữ cái sức đó cho nó đàng hoàng và phải kỹ lưỡng về cái bản thân mình. Đó về sau thật sự nó mới có sức khỏe. Không? Nên mình sống nhau vợ chồng là cả đời mà, mình giữ gìn sức khỏe cho nhau. Nó ví dụ cho những ngày tháng vợ chuẩn bị đến, những ngày đó mình có gần gũi với vợ. Nên từ nơi đó tại sao sức khỏe bị ảnh hưởng? Có nhiều ông ăn nhậu say sưa vô vợ có ngày tháng cũng làm luôn. Cái chuyện này nó bệnh đau dữ lắm quý vị ơi, ảnh hưởng dữ lắm. Những ngày tháng đó là những ngày tháng người phụ nữ bài tiết cái cấu bẩn ở trong cơ thể họ ra. Tại vì cái tâm trạng người phụ nữ sân si khó chịu bực dọc hơn nhiều đàn ở đàn ông. Nên nó những ngày tháng đó để đem cái sự dơ bẩn, những cái chất độc của người phụ nữ đem giảm bớt ra để cơ thể phụ nữ được tẩy lọc mỗi tháng một lần. Tẩy lọc mỗi tháng một lần. Thấy không? Nên mình mà ăn bậy ăn bạ mà nó mà đụng giờ nào cũng ăn được thì người ta không kìa ấy được, người ta cho đại mình nhưng mà nó làm khổ cả hai bên. Rồi thêm mà khi vợ đã có bầu rồi là tuyệt đối không có được gần gũi. Cái gần gũi là một là cái tinh người đàn ông nó độc địa, nó làm cho bầu thai bị hư đi. Còn hai là khi con đã tượng hình tương đối thì nó bao một cái vòng xung quanh đứa con lại. Khi sanh con ra con ghẻ chóc này kia đồ mà con nó dơ giấy còn nặng thì nó sẽ bị tật nguyền hoặc nó bị tổn thương về trí não. Lúc đó con mình ảnh hưởng rất lớn, mình hại cái hạt giống của mình là chính người cha không hiểu hại con. Đúng không? Cái này quan trọng lắm đó quý vị à. Đừng bao giờ nói rằng tại sao ông thầy mà lại giảng cái điều này. Phật pháp nhân sinh, con người ta học Phật là người ta học để người ta hiểu được cái cuộc sống nó làm sao, để người ta áp dụng trong cái cuộc đời người ta. Chứ quý vị nói trên trời dưới biển gì, người ta chứng quả đó là chuyện chứng quả của người ta, quý vị nói chứng quả làm chi? Quý vị có chứng quả đâu mà quý vị hiểu gì chứng quả, nói không? Nên từ nơi đó mình đem cái nhân sinh Phật pháp mình cho người ta nghe nó mới là hay. Mình đi đến chùa mình muốn nghe những điều cao xa. Nên cái anh đó anh nói rằng thầy có trình độ gì đâu mà thầy giảng pháp, ông ngon rồi đây ông giảng giống tôi đi. Thấy không? Bây giờ nói mạnh dạn một câu cho tất cả những người có trình độ bằng cấp thạc sĩ tiến sĩ nghe nè. Quý vị hãy lấy cái bằng cấp đó mà quý vị đi nuôi người già, rồi quý vị đi nấu ăn, quý vị đi đối nhân xử thế, quý vị làm sao quý vị sống với con người mà bị hạ mình xuống, bị lấy bằng cấp đó bị thử làm đi. Thử làm đi. Hay là quý vị lấy cái bằng cấp đó để quý vị nghinh cái mặt lên, cho rằng tôi là có bằng cấp này. Đây là chúng ta không nói ai nghe, mà chúng ta nói rằng chúng ta nếu có bằng cấp hãy đem cái bằng cấp của mình để hạ mình xuống,
mà sống nhân sinh, coi con người ta đang khổ như thế nào mà làm những việc gì cho nhân sinh đang cặn mình kia, chứ không phải là bằng cấp đó để khè người khác đâu. Nhớ chị, có những người mình bằng cấp tới thạc sĩ tiến sĩ mà quý vị chỉ giỏi lắm kiếm cơm cho một gia đình ăn thôi. Vậy thì cái thời gian học từ tiểu học cho đến đạt tới bằng tiến sĩ bao nhiêu năm của quý vị, không lẽ những ngày tháng chúng ta chỉ làm như vậy thôi sao? Tôi đâu có bằng cấp gì, tôi cũng chưa lãnh lương ai. Nghe không? Nên hãy nhớ kỹ nghe quý vị, từ nơi đó đừng dõi dàng xem thường người khác, mà hãy tự xem lại chính bản thân mình. Cuộc sống con người chúng ta càng ngày càng khổ, khổ về rất nhiều phương diện. Nhiều phương diện cái khổ đến nhiều lắm. Mà mình thấy cái người biết tu biết niệm Phật của chúng ta, dù cỡ nào thấy mình cũng phơ phớ cái gì, đúng không? Thấy vui, thấy an lạc, thấy có nhiều nụ cười, không đến nỗi chúng ta đi vào con đường bế tắc, đúng không? Nên từ nơi đó mà chúng ta muốn đem phương pháp tu, chúng ta muốn hướng dẫn nhiều người, chúng ta muốn đem cái sự an lạc của chính mình để gỡ đến nhiều người. Nên những cái đề học tập này nó cũng làm cho người nhìn qua cũng muốn coi. Thì giống như phương pháp chuyển hóa kiếp nạn nhân sinh. Con người có nhiều kiếp nạn, thấy không? Đó. Nên mình mở rộng cái vòng tay mình ra. Mình rất đủ duyên, mình làm được những việc mà giúp đỡ cho người ta cởi mở tâm tư, cởi mở những cái khổ tâm nặng nề, buồn phiền, hay bị bỏ rơi, hay bị giật của, hay bị chồng bỏ, vợ bỏ, mà người ta có thể cởi mở được tâm tư, người ta nhẹ nhàng. Nếu mà nhiều người mà biết tu, biết niệm Phật, biết ăn chay, biết phóng sanh, biết bố thí cúng dường, thì cái kiếp nạn nhân sinh này sẽ hoàn toàn giảm. Quan trọng vậy. Cái đoàn ở Phú Yên họ gặp những đức, họ nói một câu vậy nè: thầy ơi, cái vùng ở Phú Yên con á là ở trên núi ở dưới thấp, năm nào cũng vậy thầy, một hai lần là bão mưa ở trên nó tuôn xuống, nó tràn nhà, nó trôi đi, nó heo gà bị trôi sạch nhất hết, khổ lắm thầy ơi. Nhưng mà từ khi mà biết chùa mình ở đây đó, là cái đoàn Phú Yên á đến rất là đông. Mỗi lần lễ viếng Quan Âm bây giờ họ đi mấy trăm người, Phú Yên vô mấy trăm người, mấy trăm người quý vị ơi. Nên những người trưởng đoàn đó nên chân thật phát tâm để dẫn người đi tu. Thì họ nói rằng là đi đến đây họ thỉnh tượng Phật, máy niệm Phật có khi được tặng, họ đặt máy niệm Phật, họ đem về, đặt đèn bông sen đem về. Thì gia đình nó nhiều người biết niệm Phật, lễ Phật tại gia đình luôn. Họ nói hồi đó họ đi đến chùa, họ chỉ tu theo mùa thôi, họ không có áp dụng được tại gia đình. Nhưng mà từ khi đi đến chùa mình là mình hướng dẫn, là họ nói là gia đình họ giống như một ngôi chùa nhỏ, giống như ngôi chùa nhỏ vậy đó. Rồi họ được niệm Phật, lễ Phật, và mỗi ngày họ nghe những đức giảng. Vậy mà trong gia đình họ chuyển hóa từ từ, rồi phát tâm ăn chay trường từ từ, rồi biết niệm Phật, rồi gia đình từ từ, rồi chồng đó không chịu lễ Phật, bây giờ lễ Phật theo. Nó nhiều cái nó rất là đặc biệt. Họ nói rằng là cái sớm đó bây giờ mỗi năm á, nó cũng có mưa tràn xuống mà nó không có nặng như hồi xưa. Chuyển hóa đấy quý vị, nó không có nặng như ngày xưa nữa. Nhưng Đức nói cho quý vị nghe là quý vị ở thí dụ như thành phố đồ Đồng Nai khu vực này nghe, mà mấy điểm chùa niệm Phật này quý vị cũng được nhờ đó. Cái sức lan tỏa của nó xa lắm đó quý vị, sức lan tỏa rất là xa. Mà những cái điểm chùa tịnh độ ở khu vực này mà Hòa Thượng mình xây ra đó nghe, toàn là những ngôi chùa tu tịnh độ, chùa lớn, mà số lượng người ở tu quá đông. Vì coi bây giờ mỗi tuần thứ bảy chủ nhật, con nít bây giờ cũng có một thời khóa tu niệm Phật. Thì vì coi bây giờ cái lượng người mà người ta đông như vậy, người ta về để người ta nghe Pháp, ta niệm Phật. Rồi chùa mình một ngày tu 4 thờ, mà 3-4 điểm chùa bây giờ ở đây như vậy, mà nhân viên sắp sửa coi chừng là xây đạo tràng thứ tư. Mà Hòa Thượng nói rằng là kỳ này xây chánh điện sẽ to hơn chánh điện đạo tràng 3.
Thật sự mà nói lúc trước đó, Hòa Thượng mình cũng không ngờ rằng, ví dụ như những Đức Hoa Đại Tùng Lâm thì Đại Tùng Lâm vậy là cũng dữ lắm rồi. Không ngờ rằng là xây cái đạo tràng ba là đông như vậy. Hòa Thượng nghĩ rằng là chừng 200-300 người là dữ lắm đi. Nhưng mà không ngờ bây giờ cái đạo tràng ba nó lên tới 750 người mỗi ngày. Niệm Phật. Đông hơn bên hộ pháp mình. Bên hộ pháp mình nhà cửa cơ sở hạ tầng nó không có cao ráo như ở bên đầu tràng ba. Nên từ nơi đó mà cái số lượng người ở bên đầu tràng ba giờ quá đông. Hòa Thượng ngày nói không ngờ cái pháp môn niệm Phật này nó quá thù thắng. Quá thù thắng. Cái bữa Nhân Đức qua bên kia ngồi với Hòa Thượng, Hòa Thượng nói kìa ông coi, ông nhìn sách vở kinh giáo của tôi, ông có thấy quá nhiều không? Tôi đã nghiên cứu qua và đọc qua hết. Hòa Thượng là người đọc sách tỉ mỉ lắm, sách vở đọc nghĩa là quá giỏi đọc sách, thấy không? Còn mình những đức thì quá dở đọc sách. Hai bên nó đắp lại ngộ ghê, thấy không? Thì Hòa Thượng nói rằng là tôi đã nghiên cứu qua hết rồi. Và Hòa Thượng nói một câu rằng nếu như mà thời Đức Phật còn tại thế, ngài mà không khai thị cái pháp mà niệm Phật này thì chúng sanh trong thời mạt pháp này cứ như tiêu hết rồi. Hòa Thượng mình nói câu vậy đó. Tại vì các pháp khác mình tu không có vô nổi vị ơi. Mà không phải là riêng Hòa Thượng nói mà nhiều vị cao tăng đều nói như vậy. Tại vì sao? Mà chính Đức Phật nói rằng là thờ mạt pháp nhiều người tu không có người đắc đạo. Duy chỉ có những người tín nguyện niệm Phật thì mới một đời thành tựu của được giảng sanh. Nhớ quý vị, mà giảng sanh là đắc đạo á. Giảng sanh là đắc đạo đó. Có nghĩa là Hòa Thượng mình ngày nói rằng là nếu tu các pháp khác là từ nơi tu mà đạt được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi lên từng chờ, đi qua từng chờ hết, rồi mới chứng quả sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, rồi chứng quả A-la-hán, rồi mới tăng lên tới địa vị Bồ-Tát, rồi tới Phật. Nó xa, nó lâu, cực kỳ lâu luôn. Nhưng mà chỉ có cái người niệm Phật mình là siêu vượt thập pháp giới. Siêu vượt thập pháp giới. Nên Ấn Tổ nghe nói rằng cái người niệm Phật khi phát nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc, vừa phát nguyện thôi là vượt qua mặt A-la-hán. Ấn Tổ có nói câu vậy đó quý vị. Tại vì sao? Vì từ mặt A-la-hán mà đi đến Phật á, là trải qua thời gian lâu lắm, không phải giỡn đâu nghe. Rất là lâu. Nên Ấn Tổ nghe nói rằng là cái người niệm Phật á, giống như á, là con vua vậy đó. Dù con vua mới sanh ra, thái tử mới sinh, nhưng mà địa vị của thái tử lớn hơn thừa tướng. Lớn hơn thừa tướng. Nên quý vị ơi, chúng ta là những người niệm Phật mà lại tin cái pháp niệm Phật trong cái thời mạt pháp này, mà cái thời mạt pháp này mà lại tin pháp môn niệm Phật là cái thiện căn nhân duyên mình đã đến lúc chín mùi rồi đó quý vị. Chín mùi. Nên bây giờ chúng ta rất là đủ nhân duyên nha quý vị. Đem tịnh độ bằng những cái phương tiện cực kỳ gần gũi. Mà quý vị ngồi suy nghĩ đi, chúng ta bây giờ mà không gần gũi là không thể nào đem tịnh độ giới thiệu được. Bây giờ có những người ta cũng chia sẻ pháp môn niệm Phật, nhưng mà quý vị coi, người ta tiếp nhận và làm không có được. Người ta nói cao quá. Quý vị biết rằng là có những người mà đem pháp môn tịnh độ giới thiệu mà người ta nói rằng là tuy vị tu tịnh độ, quý vị niệm Phật, nhưng quý vị phải chứng quả. Quý vị phải chứng quả rồi quý vị mới thành tựu của đường giảng sanh. Nghe cái là mình giật thịt. Chúng ta thấy mình làm không được rồi. Những đức nói rằng mình sơ quả mình cũng vô không nổi. Chứ đừng có nói không có đơn giản đâu. Nên từ nơi đó mà mình chỉ có tín nguyện niệm Phật, cả đời mình niệm Phật, cả đời mình ôm chắc chân Phật là có Phật hiệu này, mình cứ niệm, thì việc này mình có thể làm được. Chứ nếu như mà đưa lên cho mình chứng quả mình mới niệm Phật giảng sanh, thì bây giờ cái căn tính mình không có làm được. Quý vị ơi, bây giờ chúng ta thể hiện trong cuộc đời này, bây giờ là chúng ta có tu giỏi cỡ nào cũng là chúng ta thể hiện về bậc hạ đó. Bậc hạ căn đó quý vị. Để cho người khác người ta nhìn đó, người ta học theo đi. Chứ bây giờ mình nói cao xa quá thì sao mà người ta làm được đây. Nên Lục Tổ Huệ Năng ngày nói một câu, nói rằng người học đạo mà có tâm khinh thường người khác thì khó thế nào tiếp nhận được đạo của Như Lai. Khó.
Nên những đức từng nói quý vị, nếu những đức không đơn giản bình dị sao những đức nuôi bao nhiêu bà già, chơi với bao nhiêu người già. Những đức nói thật sự, những đức tâm phục khẩu phục những con người nuôi người già. Sáng 3 giờ mấy thức dậy, 2 giờ mấy thức dậy, những đức đi một vòng chùa, những đức thấy rõ ràng chính các cô chăm người già đi đổ bô cho các cụ, đi lau mông cho các cụ. Tại vì bận tả mấy cụ tiểu tiện vô đó, mấy cô đi thay tả, hồi thúi đến mức không tưởng tượng được, các cô lao từng bộ phận cho các cụ. Đó, những đức nói với vị nghe, có những việc chúng ta không làm được cái việc của người bằng cấp, nhưng có những việc bằng cấp cũng chưa làm được việc đó. Thấy không? Đây là những đức phân hai đó nghe. Phân hai rất là rõ ràng, nên đừng dõi dàng chúng ta cho rằng mình là người trí thức cao siêu gì đó. Thật sự mà nói, trong Phật Pháp có ghi chép hết trơn quý vị à. Nếu như chịu siêng năng học tập, những đức mà chịu đọc trong vòng một tháng, những đức nhớ rất là nhiều. Nếu như những đức chịu đọc, nhưng mà những đức muốn bản thân những đức cả đời niệm Phật và làm người đơn giản, những đức không muốn nói một câu gì cao siêu cả. Vì sao? Vì bản thân chưa làm được, cũng không muốn nói để người ta tăng bốc mình. Đấy không?